7. Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em gửi phố chợ đôi ngày qua miền xa mà nghe rừng thuyền gọi là tiếng thì tiếng non khi chiến trường đang chưa giặc dưới dao hồng màu thì em về xa xôi em sẽ thương những dùng đất lửa sông bồi bạn bè em giờ đây người sướng người gió về quê hương đâu nắng hà cũng buồn bước trong đoạn đôi sơn hà còn gì em còn gì đâu mùa lại những đêm ân tình mùa hè năm nay anh sẽ đưa em tròn gặp cả nghe lời ca bài ca lời thương lời nhớ ước ao tiền vui
sẽ đưa em vòng khắp cả người. Nghe người ca bài ca lời thương lời nhớ, xin cảm ơn.